Chào mừng các bạn đến với Gò Công, Tiền Giang. Chào mọi người, thì hiện tại mình đang có mặt ở đường hoa Gò Công ha. Thì hôm giờ ở trên mạng đó, cái đường hoa Gò Công này rất là nổi tiếng vì có những chú chuột rất là đẹp đó. Thì có rất nhiều báo trên mạng như là Ngôi Sao .net hay là Xin nói về những chú chuột xấu lạ ở Gò Công này. Thì hôm nay mình đã có mặt ở đường hoa Gò Công, mình sẽ đi review, đi vòng vòng cái đường hoa này cho các bạn coi những con chuột hiện tại như thế nào nha. Đầu tiên vào đường hoa Gò Công là mình thấy một cái con công. Tại vì Gò Công là gò, nó có nhiều con công á, người ta mới kêu là Gò Công, đúng không? Thì đó, cái con đầu tiên mình bước vô mình thấy cái cổng đó là ghi con công nè. Đó. Bây giờ chưa có mở đèn. Bây giờ chiều chưa có mở đèn, tối mở đèn lên chắc đẹp hơn nữa. Thì cái đường hoa này nó mới làm chỉ có năm ngoái với năm nay thôi, năm 2019 với lại năm nay là 2020 đó. Rất là đẹp. Hiện tại là 5 giờ chiều ha, chắc buổi tối nó sẽ đẹp hơn á. Đây là một cây mai rất là to ha. Đó. Xung quanh có bông rồi cũng rất là đẹp. Hình như này nó cũng không được bông nhiều lắm ha. Mình thấy nó bông cũng không nhiều lắm. Nó đang búp à. Nhưng mà cái gốc nó rất là bự ha. Đẹp quá. Tiếp theo mình thấy ở đằng xa xa đó là con chuột ha. Con chuột. Ở đây chú chuột này nó rất là tròn ha. Tròn đẹp dễ thương quá. Đẹp hơn mấy con chuột đợt trước nhiều. Đúng không? Đó. Trang trí hoa xung quanh. Bánh tét. Có những đòn bánh tét. Dưa hấu rồi nè. Chuột dễ thương quá. Chứ không phải như chuột đợt trước ốm, nó đói. Một cái vòng tròn hoa rất là đẹp ở đây. Đẹp không? Tiếp theo là mình thấy có một con ngựa đó, ở phía xa xa đó. Để đi lại coi nha. Đẹp nha. Đó, ngựa chợ bông. Gọi là ngựa bông á. Mấy ngựa này gọi là ngựa bông á, nó chợ bông gọi là ngựa bông phải không?
Đẹp quá. Này. Đẹp không? Ở đây chính xác là cái con chuột đầu tiên nó bị chụp á, nó bị chụp hình á, giờ người ta gỡ nó đi rồi. Đây nè, hồi lúc mình thấy trên mạng á, là nó chụp cái hình cái con, có một con chuột đứng đầu này nè, đứng đầu cầu này nè. Đó, ở đây là nó làm một cái cây cầu bằng hoa, cầu bên kia nữa, rất là đẹp ha. Nhưng mà mấy con chuột này nó bị dòi đi chỗ khác rồi, nó dời qua cái huyện Tân Phú Đông rồi. Để mình bỏ cái hình nó vô cho các bạn coi nha. Này là cái cầu, nó làm mô hình cầu ha. Bây giờ thường là tối thì người ta sẽ không có cho xe nó chạy vô đây nữa. Bây giờ còn chắc chiều á thì các bạn thấy có một số chiếc xe nó chạy ngang. Nhưng mà buổi tối là người ta không có cho xe chạy vô nữa ha. Bây giờ mình đang qua chắc chiều. Là những cái ngôi nhà hồi xưa. Đây có một căn chòi nữa. Hoa ở đây nhìn mình thấy đẹp quá, rất là tươi ha. Tươi lắm. Đây. Tiếp theo ở đây là nó có một con chuột nữa nè. Để đi lại coi. Rồi. Con chuột bây giờ nó đã mập rồi. Nó hết bị suy dinh dưỡng rồi. Rất là mập. Tròn. Dễ thương. Có mấy con chuột ở đây nè, gia đình chuột. Hôm bữa gia đình chuột nó được dời đi qua cái huyện khác rồi. Đây một số người ta đang chụp hình ha. Đây mấy chuột dễ thương quá. Chuột nó hết xấu rồi. Bé
trơn hơn mấy chỗ kia nhiều. Chỗ kia nhìn thấy ghê rất đẹp. Chặng đường này ha, hết rồi. Đường hoa nó chỉ có nhiêu đây. Phút cuối là gia đình chuột. Mà bây giờ nó không có đèn lên thì nó chưa đẹp lắm. Tối chắc có đèn nó sẽ đẹp hơn ha. Đèn có đèn ở trên đây nè ha. Hội Xuân thị xã Gò Công 2020. Đó, ở đây là hết rồi. Ra tới đây là hết đường rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Nếu mà thấy hay thì nhớ like, share và subscribe ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you.